nổ đó, cái từ gì nó dùng những cái từ nó cái từ nó chống rất là nguy hiểm nha, nó hay đưa mấy câu tiếp lên nguy hiểm đó. Đúng rồi, Dũng, Đỗ Dũng thì cái tay đó là cực kỳ láo và lồng ghép rất là tinh Đưa vi. lên những cái ngôn từ gì tính dịch chuyển 500.000 liều vaccine của Trung Quốc vào Sài Gòn, nhưng mà phải đã đổi ý, nó dùng cái từ lửng lửng vậy á, nó chẳng khác nào nó giống như nó tạo cho tâm lý cho người dân thành phố là mình đi chích là chích hàng của hàng Trung Quốc chứ không phải của AstraZeneca kiểu vậy á. Ai Mà mà nó ông tới ngu năm nữa. ai mà Giờ năm thì trăm bậy mà tỷ khôn vậy không? thì Tức là nó nói ra thì vậy, thì cuối cùng á là bậy ra cái mặt nó ngu như chó vậy, đúng chưa? Thì nó nói là trước khi chích, vô nhưng mà chích là cái lọ nó nào là người ta đã đưa người dân xem. Nó xuất xứ, cái tên thuốc, cái tên hãng nó nằm ở đâu. Chứ đâu phải mà đúng vô cái ống mà cứ thế mà bơm đâu, mà nó ngu rồi mở miệng ra thấy ngu chó. nó dùng cái từ lấp lửng nó không nói, nó nói mà nó nói có thông tin, có nguồn tin đục mà nó hay chứ À, hả, đi vô có mà nguồn tin nguồn tin nó mật là nắm làm được thấy mà. ghê lắm, nhiều khi nó làm ghê Đúng nguồn tin mật rồi, đúng không? À, nguồn tin tin mật mật, nguồn tin đáng tin đáng tin cậy. cậy đấy, khi nó làm tùm lum. Hôm qua nó cũng đưa lên cái tít thằng Direct kêu một người thành phố ở Sài Gòn chết vì không có bệnh nền mà xét nghiệm Covid cho bệnh viện chết, cái có gì đâu lạ, bộ Việt Nam chết vì Covid là lạ hơn là thế giới nó chết cả đống không không thấy lạ, Việt Nam chết người thấy lạ thì đâu có gì đâu lạ. Rất là mất Nó dạy. cứ đưa lên nó tạo cho người ta cảm giác bình thường, nó làm giống như là nó chia sẻ với lại người trong nước đó, mà thật sự là nó kích không à, Đúng rồi, cái câu từ cái thằng đó nguy hiểm lắm á. Cái chứ thằng nào Direct thằng đó Farm là á. thằng phá có cái đầu đó, thằng nó À, thằng trình đó là bày có kiến thức á, có trình có á, kiến thức, rất là nó dùng nó từ mà hay nghe cái không là tức không là sợ nó được. nó phải công nhận nó hay cái gì nó bố cục á, thôi nó bố cục cái câu chuyện Cái đầu làm nó cái đầu hay nó á, gom nó nói phân chung rõ rồi. là em nể cái đầu đó, thì thằng đó có trình độ đó, nó dùng cái từ mà người ta không bắt bẻ nó được, nó chỉ để lấp Đúng lửng thôi, rồi. nó người ta nói. Với lại nó có nguồn tin trong nước, nó làm cái ghê lắm, nó làm giống như nói trong bộ chính trị bằng ghê thiệt, Hỏi nguồn nó tin làm rồi lại như bộ chính bây giờ mà nó làm lại như chi bộ nó chính trị sát nó theo chi chi sát nó luôn, hỏi chứ rồi bây giờ nguồn tin nào, từ đâu, của ai, bố cha nó cũng không nói được. còn Đỗ Dũng cũng vậy, người ta nói như vậy chứ không phải tôi nói mà nó sợ mất like, bởi vì nói thì cái đám mà lên nó sủa âm tùm em ngồi em coi vui thôi, chứ cái tay hai cái tay đó mà là nguy hiểm, tại vì cái lượng coi của nó rất là nhiều mà nó dùng những cái từ rất là lấp lếm nha, nguy hiểm. Với lại thằng giống như nói thằng Đại Phạm nó hay cái chỗ là nó bố cục, bắt đầu nó dắt câu chuyện, mà khi mà những người nghe mà gọi là có chịu khó chăm chú hoặc là có hiểu biết chút á, tổng hợp lại á, Đúng à, rồi, tổng hợp lại toàn bộ nội dung á, là tức là nguyên một cái câu chuyện mà thằng Đại Phạm nó xây dựng là nó dắt, nó định hướng dư luận người ta đi vào cái gọi là cái nhận định đó, cái suy nghĩ đó. mà nó dắt mũi không mà có những cái gì mà thấy mà nó không có lợi cho cái trang của nó là bắt đầu nó comment lại khí thế, nó cứ nó đưa cho một câu chuyện đó, nó xe mạnh lên. Để em này canh cái thằng đó lên thì em chọc nó không, mà lâu lâu nó đè nó xóa tin nhắn lên, nó xóa comment Xóa comment à, nó chịu môn. luôn. Nó thấy bất lợi là nó xóa, còn cái nào mà thấy ok là nó thấy có lợi cái trang nó là để lại. Thằng đó nguy hiểm, thằng đó có trình độ nên là nó phá theo kiểu Đúng tốc rồi, độ, nó gọi là làm giống trung như tâm luôn. mình nói gọi là chống phá có học thức á, à mới nói gọi là chống phá có học thức. Nhìn mấy câu tiết của nó là như như bên này nó có gì em lúc nào cũng ca ngợi cái bố Mỹ tao là ok, lúc nào cũng nói Việt Nam như thế này, Việt Nam thì nó hay, nó dùng từ hay, cái này nó dùng từ nguy hiểm, thì mới vô là thấy sướng cái miệng lắm nha, sướng với lại cách mình đọc lấy một từ nó rất là hiểm, lát hồi nó vô nó dìu dắt câu chuyện em thấy nó nguy hiểm. Rất hay, để rất hay. Nó lên nó để cái tiêu Lốt đề bản tiếng là Anh luôn hả? 500.000 liều của Trung Quốc tính quay đầu vào Sài Gòn, cái nó tới lúc mà lên diễn đàn là nó nói thêm một câu chuyện khác,
nó nói là tin mặt có là không quay đầu nữa, do lãnh sự quán Trung Quốc đưa tin lên everything kia nọ cái nào là không thể đưa vào thành phố được, nó làm cho hoang mang ta. Kiểu nó vậy, nó đánh phá hay thì nè, đây cho mọi người xem cái nhà máy nước thải của xử lý nước thải của ông muốn rồi vô nè. Em tôi chết em trả rồi. Ôi thấy chưa? Thấy không? Đó là trong khu công nghiệp sống, đó khu công nghiệp sống thần nè, đây là nhà máy xử lý nước thải của ông á. Quá bực. Dương Vy mới thấy lù lù cái mặt này, trốn đâu Dương Vy? Ông giờ này ông lượng là ông lặn, ông trốn, ông né, ông tránh, ông giờ nó tóm lại là ông có vấn đề gì? Đó, ông Dương Vy ra. Đây là mấy giờ em thấy là ông cho lên nói cho vui. Nó trốn ngoài đâu lên đâu. Đi đâu mà đi vòng vòng hoài á. Thì mình đi mình cố tình mình lặn vòng vòng để mình review mà thôi, hiểu không? Đó, thì về toàn người của bộ lại vấn đề là giãn cách thì là ai ở nhà lấy rồi đó, rất là yên ắng. À, chỉ có những ai mà có việc nào cần phải đi thì đi ngoài đường thôi. Chứ còn nhà hàng qua nhà cửa quán xá thì ra phần là tự đóng cửa ở trong nhà hết trơn rồi. Đó, dân Việt Nam mình nó đúng ra thì cái thứ nhất là cũng sẽ chết, nó thẳng như vậy, cũng sẽ chết. Thứ hai thì thôi chấp hành ý như vậy cho nó tốt. Mà thiệt mình quyết định được thì mình cũng nghỉ mẹ ở nhà cho nó khỏe. Chừng nào mà nó yên ắng rồi đi ra, đúng không, cho nó lành. Chứ còn mày cứ chui ra đường mà phải đụng. Trước mắt á là không phải gì gọi là to tát gì của đất nước hết, mình gọi là quyền lợi cá nhân đó. Đúng rồi. Đúng không? Cá nhân mình nó tốt thì đỡ tốt với người thứ hai thôi, gì không? Em còn ra đúng ngoài mà, đến anh đến đây vợ em nó giỏi thiệt, nó ở nhà đúng một tháng rồi không bước ra khỏi nhà luôn. Sáng em có nhiều thì vậy em làm ly cà phê xong anh đi bộ ra ngoài chỗ góc ngã tư có cái viên mắt á, thì nó giỏi vậy quá, chính vì nó giỏi vậy nó mới quản lý ông được, đúng không? Nó giỏi vậy nó mới quản lý ông được chứ đâu ai nó không giỏi sao nó quản lý ông được đâu, đúng chưa? Thấy đi chứ, cười nhà rồi đó, nó phá là đúng tim đen luôn, đúng không? Đó. Phải vậy mới quản lý được. Nó cũng làm ở trên máy tính không mà làm việc ở nhà mà, nhưng mà ngày vô máy khoảng 2 lần nè, từ kế toán mà mấy ngày này cũng đâu có gì đâu làm. Đúng rồi. Dạ em mới làm bên kế toán của bên về của bên cà phê Milano á. À Milano à. Cho nên mấy ngày này cũng đâu có sức kho sức ấy, chỉ có giờ làm ở nhà làm gì á bản lương à. Cái hệ thống Milano nó cũng rộng khắp mà, đúng không? Kho nó cũng lớn mà, đúng không? Hệ thống Milano nó lớn. Lớn cái trụ sở nó nằm ở cái kho nó nằm ở Gò Vấp mà luôn mẹ. Mà tính ra đó nó cái thằng đó là chủ nước ngoài hay là chủ Việt Nam thôi? Chủ Việt Nam. Chủ Việt Nam à? Chủ người tính chủ rồi. Người Bắc 54 luôn. À. Mới. Nè đây là một cái chợ nè, cái chợ nhỏ nè, chợ đó chợ tự phát thì bây giờ cũng là chùm, nói chung là làm những mặt hàng thiết yếu thì vẫn bán nhưng mà phải giữ được cái khoảng cách an toàn. Cái vấn đề là cái chợ cho sớm mới thì nó cũng ấy rồi, mà ai vô thì dạng vô ít rồi bán bên trong không được bán bên ngoài. Mấy bữa em đi chợ đi cái ngoài đường á cho nó tiện á, đi bộ mình tàn ra từ căn nhà mà. Bữa nay ai mà có nhà có sạp á thì bán, còn không có được ngồi lề đường nữa. Cho nên mấy bữa nay từ bữa đến giờ cũng vô trong việc mắc lụm không. Đúng rồi, phải nên vậy chứ, để còn cứ túm ngoài đường nó bu vào nó hít vào nó cái lan truyền nó còn ghê gớm hơn nữa. À, mọi người thấy không, càng về sau này là càng về sau là các ca nó toàn là
là từ mấy cái chợ mà ra không? Đồng Nai nó lòi ra là cũng do cái đầu mối Hóc Môn đó. Thì nên vậy đi, cho mọi người chịu khó thôi đúng không, chịu khó một thời gian ngắn, ví dụ một tháng gì đó rồi qua Đó, được vậy thì đó, tất quả cả cùng khỏe chứ. Bây giờ ai nấy mà cứ xui xui dính một cái vô kia nằm cũng nhẹ nhẹ là cũng cả tháng, đúng còn rồi, nặng thì hên xui cũng vậy. Ở nhà để cho nó lành. mà ảnh hưởng nữa, ảnh hưởng tới xã hội nữa đúng chưa, rồi thêm những người khác nữa, rồi tiền cổ rồi tùm lum với nó, hệ lụy lắm chứ bộ, chứ đâu có đơn thuần đâu. Đâu phải có mình đâu, giờ hên cái đường em sáng đúng là cái câu vè của từ lúc dịch ra, cảm ơn đời sáng sớm mai thức dậy chưa thấy phường mình giăng dây gì À, chưa thấy vườn kéo tới để giăng dây. đó. Ừ, cũng hên thằng cả tháng này chưa giăng dây, bán giăng dây Thì khổ cho nó đúng đúng cũng luôn vui. á, cho nó đúng luôn đúng không, nó đúng Đó, luôn chứ đâu có nói sai đâu. giăng dây đâu cũng hết được, ra ngoài uống cà phê luôn rồi. Đó Rõ là ràng nó lại như cái vậy. nhà khác là cái lối nên cũng Gà còn bẫy tâm lý. hả, nếu mà ra không được nó chỉ nước mua gà Ờ, bẫy thôi đúng không. chỉ có tối là như tối em coi đá banh, nhiều lúc bữa nào làm mấy lon thì thôi, như tối là làm một lần 3 bịch cà phê sữa. Anh là ít uống cà phê sữa nha. Em muốn cà phê sữa mới được, nhưng mà ở nhà đâu có phải đá đâu, phải sữa. Cả tháng nay Cà phê Hoàng Yến mới sữa ra là chạy được có 4 lần hả? uống cà phê sữa kén của con vợ chứ không phải của mình. Đúng rồi, tôi bán tiếng Anh với lại mọi người á, qua câu chuyện mọi người thấy tại sao nó lốc phải không? Tức là mình cũng nói rõ lên, mình nắm được cái bản chất của mấy thằng 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 nó thẳng nữa, thằng ba que. Trong khi nó vào bên với mình chơi á, bên diễn đàn con em trong nước nó chơi thì nó la làng mình thế này thế nọ, lốc này lốc kia. Ồ, còn thử thử vô diễn đàn của tụi nó thôi, chỉ cần mà nó chạch ý tụi nó chút xíu thôi là tụi nó đủ lốc rồi. Bản chất rồi, bởi vậy mới bản chất mấy người đó. Cho nên nhiều người nói nhìn nhận là vấn đề cái thằng Đan Đức Phạm, thì mình chỉ nói một câu đơn thuần thế này nè, nếu nếu nó thực sự nó trong sạch, nó không có ý đồ gì với đất nước Việt Nam á, đúng chưa, thì những như anh em mình nó như khô hay Mã Tấn Anh vào comment đi, phản biện lại những cái điều đó, thì tại sao nó lóc đó này không, nó làm gì. Giống như nói ví dụ như cả tiếng Anh với Khôi vào anh chơi này đó, mày comment kiểu gì, anh có lóc đâu, đồng ý không, có nghĩa là đâu, chứng tỏ là anh có vấn đề, và cụ thể là có thể những vấn đề đó anh không muốn bị người khác moi ra để cho là cái số đông nó nhìn thấy, cho nên buộc anh phải lóc chứ đừng nói mà nói chuyện anh là mà đàng hoàng. Vớ vẩn, rất là ba que đó, ba que lắm á, thằng 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 đây đây Phạm gọi là ba que, ba que trí thức. Ba que có học thức. Phải gọi là như vậy mới đúng, ba que có học thức.